Heyo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quân Design. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hạ độ sáng trong ảnh trong Photoshop. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Rồi thì việc đầu tiên mình cần nói là để hạ độ sáng cho bức ảnh thì chúng ta có rất nhiều cách để làm. Còn đây là mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà mình hay làm nhất. Còn nếu các bạn thấy cách nào nó hay và thuận tiện với nó ngắn hơn thì các bạn cứ việc áp dụng nhé. Còn đây mình làm tham khảo thôi. Rồi việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào kênh channel của cái background này. Ở đây nó sẽ ra cho mình bốn kênh màu. Thì chúng ta nhấn Ctrl, nhấn vào kênh màu đầu tiên, kênh RGB nhé các bạn. Thì kênh RGB này nó sẽ chọn vùng sáng của bức ảnh chúng ta. Chúng ta quay về layer. Chúng ta Ctrl Z để nhân đôi lên. Này, chúng ta thấy này. Đó, nó lấy vùng sáng của ảnh, còn vùng tối thì nó không lấy. Rồi thì việc tiếp theo là chúng ta vào chế độ hòa trộn. Chúng ta chọn Multiply. Khi ta chọn Multiply rồi thì thuật toán của Photoshop sẽ tự động điều chỉnh độ sáng về cân bằng cho chúng ta. Đây, chúng ta so sánh. Đây là bức ảnh trước này, nó rất là chói. Còn đây là bức ảnh sau khi chỉnh sửa. Đấy, chúng ta cảm thấy nó cân bằng với hài hòa hơn. Đây, nếu các bạn muốn mình làm hướng dẫn điều gì thì hãy để lại comment dưới phần bình luận nhé. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho công việc của các bạn. Hãy chia sẻ đến bạn bè để cùng học tập nhé. Và đừng quên like, subscribe và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào đến các bạn nhé. Tạm biệt các bạn. Thank you.